Vâng, xin chào anh chị. Hôm nay là em tiếp tục làm video về cây đai châu màu cam, cam lửa, cam hồng. Về tất cả các loại đai châu cam thì gọi là cam thì nó có rất là nhiều loại. Có thể là cam đậm, cam nhạt, cam hồng, hoặc cam hơi cam cam trắng, cam sáng ấy. Nó có những cây là như ở đây, tí nữa thì em sẽ quay những cái cây mà nó màu cam rất là ít, chủ yếu là màu trắng, nền trắng lớn. Nhưng có cây thì nó là cam đậm, có cây nó là chuẩn là màu cam. Thế nên là khi mà đi mua một cái cây đai châu cam ấy, thì để mà nói mà người bán mà người ta bảo là chuẩn hoa 100% ấy, trừ khi người ta được nhìn rồi. Mà nhiều khi có thể là người ta nhìn rồi, nhưng mà cây cam này thì có những năm ấy thì là màu rất đậm, có những năm thì nó màu nhạt. Nó phụ thuộc nhiều vào yếu tố, ví dụ như là ánh nắng, cho phân bón, hoặc là độ ẩm lớn, độ ẩm vườn ấy, chăm sóc. Nhìn chung phụ thuộc rất là nhiều vào chăm sóc. Cái này màu thì nó thường rất khó để ổn định 100%. Nó có những cây là nó thay đổi rất là nhiều, đa phần là thay đổi, còn nó cũng có một số cây là màu nó ổn định. Nhưng mà với những cái cây đai châu cam mà nó màu ổn định ấy, thì nó ít hơn. Và màu ổn định thì nó nhìn chung nó phụ thuộc rất là nhiều yếu tố. Để mà ổn định được một cái cây thì nó mới ra được cái màu chuẩn đấy. Bởi vì có một năm thì nó nở là màu cam cam hồng, ví dụ như cái cây đằng trước đây. Trông lên ảnh thì rất là đậm, màu cam đậm. Nhưng mà với một cái điều kiện khi mà về nhà anh chị mà nó ở một cái điều kiện vườn ấy, nó ít ánh nắng hơn chẳng hạn, hoặc là nhiều ánh nắng hơn, hoặc là cho ăn phân nhiều hơn, hoặc là chăm sóc tốt hơn, nói chung phụ thuộc nhiều vào chăm sóc ấy, thì có nghĩa là chăm sóc chỉ cần nó khác đi một chút thôi thì là cái hoa nó ra nó sẽ khác hoàn toàn cái màu đó, cái màu cũ của nó. Bởi vì dòng cam này nó không giống với những cái dòng màu như là trắng tím hay là màu trắng tuyền hoặc là màu đỏ, thì những cái màu khác, những cái màu đó thì là nó ổn định, gần như là ổn định hết. Nó chỉ có cái màu cam này là nó có sự thay đổi. Là như em thấy là bao năm nay là những cái cây của nhà em nó thay đổi nhiều lắm. Có những cây năm trước nở cam cam đỏ, cam lửa, màu cam lửa rất đẹp, màu đậm. Nhưng mà đến một năm sau ấy thì vẫn cái môi trường đó, vẫn cái chăm sóc như thế, nhưng mà màu đã thay đổi. Nó không còn là một cái màu cam lửa như ngày trước nữa. Thì nhưng mà cái năm đó là như vậy, nhưng mà sang năm sau thì nó lại trở về cái màu cam lửa. Nhưng cũng có thể là nó sẽ không trở về với màu cam lửa nữa. Nhưng mà như em thấy là màu cam thì là nó có thay đổi một chút, chứ nó không ổn định như những màu khác. Đấy là theo cá nhân em cảm nhận nó như vậy. Và những cái cây em nuôi trồng rất là nhiều cây cam rồi, nó nở ít khi nó ổn định lắm. Thì bây giờ em cũng nói sơ qua một chút về cái cây đai châu cam để anh chị đi mua không bị nhầm lẫn. Còn khi mà em nói thì nó đôi khi nó cũng có thể là một khía cạnh ấy. Có người ta tìm hiểu theo cách của người ta ấy, thì người ta sẽ có một cách nhận biết khác. Nhưng còn em thì phổ biến về cách nhận biết chung nhất và có thể dễ hiểu nhất, để mọi người có thể chọn được một cái cây đai châu cam mà khi mà mình đi ra chợ mình mua ấy, nó không bị nhầm thành những cái màu khác mà mình cảm thấy không ưng ý. Thực ra thì màu nào nó cũng rất đẹp, nhưng mà mình cũng sưu tầm thì để kiếm được một cây mà nó ưng ý thì nó cũng phải sưu tầm một thời gian dài, chứ ít khi mà mình có thể mua được ngay cây chuẩn, trừ khi mình mua ở những nhà vườn lớn hoặc là những cái cây nó to, nó đang nở hoa, mùa đúng vào vụ hoa, nó đang nở hoa thì mình mua thì mình nhìn biết được luôn là cái cây này nó màu như này. Thì không phải đi mất thời gian để đi tìm hiểu những cái loại đó. Nhưng mà những cái loại đó thì để mà tìm kiếm được những cái cây đẹp như vậy thì nhà vườn bán thì cũng thường sẽ giá nó cũng cao. Thì em phải nói sơ qua một chút để anh chị có thể là nhận biết được một số cái cây khi mà đi mua mà nó không phải mùa ấy thì giá nó sẽ thấp hơn là chắc chắn. Còn khi mà đang hoa mà nở đúng độ Tết thì chắc chắn là phải mua giá cao hơn. Với những cái cây đai châu cam thì bộ lá của nó không khác gì những cái cây đai châu khác cả. Bộ lá nó vẫn vậy. Vẫn bộ lá đai châu thì nó phải có sọc. Sọc
dọc theo lá. Đây anh chị nhìn trước màn hình này nó sọc ghê gớm luôn. Nó không khác gì những cây khác cả. Cây màu nào nó cũng đều sọc cả. Đấy. Và cái kiểu lá của đai châu cam ấy thì nó có hơi một cái dị một cái là cổ nó rất là bé. Cái cổ lá là cái đoạn này. Cái đoạn thân của nó ấy. Thân này nó rất là nhỏ. Chứ nó không giống với dòng trắng hay đỏ đốm hay đỏ tuyền. Dòng cam thì để mà có cổ to thì gần như là rất là hiếm có. Cổ này nó nhỏ lắm. Nó không giống như những cái loại cổ lá khác. Thân chính của nó thì nó cũng như những cây khác thôi. Đây, nhưng mà có một đặc điểm đó chính là cổ nó sẽ hơi có ám mờ một chút. Kiểu dạng kiểu ám ám hơi hơi ánh tím ở những cái khắc ấy. Những đường khắc này. Hơi hơi mờ một chút. Với cây cam nào nó cũng như vậy. Thường thì 90% nó là như vậy. Cổ hơi mờ và cái lá của nó thường thì cái lá nó sẽ hơi xòe ngang. Chứ ít khi mà kiểu lá chữ V dựng lên. Lá nó khi đi ra nó sẽ xòe ngang như này. Đa phần là như vậy. Và những cái cây cam ấy thì lá nó thường như cây này hoặc cây đằng sau thì nó to hơn. Cây đằng sau nó to hơn này. Cổ nó nhỏ. Và khắc của nó thì hơi mờ một chút. Hơi có một chút gọi là mờ mờ kiểu ánh tím, ánh hồng ấy. Đấy. Bộ lá của nó thường là lá nhỏ nhất trong dòng luôn. Thế nên là để kiếm một cây lá to thì sẽ rất khó. Nhưng còn với những cái bản lá nó bé, nó chỉ tầm rơi vào khoảng tầm độ 4cm này thì thường sẽ là chuẩn cây cam. Đấy, như cây trước nó rất đậm, nhưng cây này thì nhìn nụ rất đậm nhưng nở rất là nhạt. Chẳng đậm đi nào. Đấy, cái này là cây sắp mở. Còn thì nếu vào những cái mùa khác ấy, mùa không phải mùa nở hoa ấy, thì là cái rễ nó vẫn phát triển. Rễ nó phát triển thì là nó sẽ rễ phát triển thì nó sẽ có cái đầu rễ. Nhưng còn mùa này thì là mùa đang ra hoa nên là nó có một số ít cây là nó sẽ không phát triển rễ. Có cây thì nó có phát triển, có cây thì nó không phát triển. Nhưng mà nó ra đầu rễ của nó, những cái đầu rễ này. Đầu rễ này thì thường thì nó sẽ đầu rễ này thường nó sẽ màu xanh và hơi ám, kiểu gọi là màu sẫm sẫm đục đục, chứ nó không phải là màu xanh tím hay là màu đỏ. Ví dụ như những cái cây khác ấy thì nó là nó màu, nó ăn theo cổ lá hoặc là nó ăn theo đầu rễ thì sẽ đoán ra được màu. Nhưng còn cái cam thì nó không thể đoán ra được theo đầu rễ được, mà nó phụ thuộc nhiều vào cách nhìn thân lá. Cách nhìn thân lá thì thường là những cái dòng này cổ nó hơi chỉ phấn ở cái khắc một chút và cái lá nó bé là đặc điểm nhận dạng chung. Cổ lá nhỏ, lá xòe ngang và bản lá của nó rất ít khi mà có khuyết. Thường đầu lá sẽ tù ngang như này, cây nào đa phần là như vậy, tù ngang như này, chứ nó không mấy khi mà nó khuyết. Độ khuyết nó có độ khuyết lớn. Những cái cây có độ khuyết lớn thì thường là những cái cây dòng trắng này, đỏ đốm này hoặc là đỏ tuyền, nó cũng nhiều cây khuyết rất lớn. Nhưng mà dòng cam này thì gần như là không khuyết. Cam này chủ yếu là nó là đầu lá nó bằng, ví dụ như cây đấy hoặc cây này. Cây này thì cũng đầu lá nó là đầu lá bằng. Đầu lá này là lá này là bằng chứ nó không khuyết. Nó không có độ khuyết lớn, nó chỉ bằng là chủ yếu. Hơi vách vách một chút. Đấy thì khi mà để mà chọn được một cái cây đai châu cam mà nó đẹp ưng ý thì nó khó lắm. Thế nên là nó cứ sưu tầm, mình cứ sưu tầm và nó sẽ nở, có thể là được cây nào đó hoặc là mình đi mua những cái cây đậm, cây nhạt. Như cây giữa này, cây này là cây rất đậm này. Đấy, cây này là cây nhạt hơn. Với cái nụ đang sắp nở thì nó sẽ rất nhạt. Nhưng còn như cây này thì nó cam chỉ một tí thôi. Đấy, chỉ hơi hơi vàng thôi. Còn chủ yếu là nó thiên là màu trắng. Nhưng còn cái về cái đặc điểm nhận dạng của nó thì chung nó cũng kiểu dáng xem nhau. Cổ lá của nó vẫn chấm như này. Đây, cái này là cổ lá nhìn rõ nhất. Có thể nhìn thấy cổ lá của nó. Cổ lá nó hơi mờ mờ này. Hơi hơi có ánh tím chút là được.
Nhưng còn thì nhìn chung là nó có một cái form dáng của cây cam là dáng thân lá nhỏ, lá xòe ngang và thường hay vuông đầu, ít khi nó có sự tù đầu lớn. À, cái khuyết khuyết của góc khuyết của cái đầu lá, góc khuyết đầu lá thường có cái trắng nó ăn nhiều nhất, hay khuyết chéo nhiều nhất. Xong rồi đến cái cây đỏ đỏ đốm nhiều. Cái thân lá cây này rất giống cái cây cây rừng của cam này. Thì đây như em nhìn là nó cũng rất là giống cái cây rừng. Đấy, còn cách chăm sóc thì nó cũng như những cây đa số khác, thì chị có thể tìm hiểu thêm trên website hoặc là những nguồn thông tin khác. Còn em chỉ phân tích về vấn đề để cho cái cây nó, để chị nhận biết được rằng một cây đa châu cam muốn có màu cam lửa thực sự mà khi đi mua không hoa ấy, thì làm cách nào và làm tại sao sẽ làm được điều đó, thì chị có thể xem trực tiếp và tìm hiểu thêm trên website về những cây đa châu cam. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Xin chào.